Rồi, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện Thoại Ngọc Sương. Thì chiều hôm nay là ngày 8 tháng 1 thì bên em cũng mới về được một số cái mẫu điện thoại rất là đẹp nha anh chị, và giá thì cũng phải chăng nữa ha, tầm khoảng vài trăm cho đến dưới 4 triệu nha anh chị. Thì anh chị xem được con nào ok thì mình cứ chốt qua số điện thoại là 0879182796 nha, hoặc là anh chị cứ nhắn tin Zalo qua số điện thoại này cho em này. Đó, Zalo luôn nha anh chị. Địa chỉ bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Thì nếu mà khách ở gần địa chỉ này thì mình có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem máy, test máy nha. Còn ở xa thì bên em sẽ ship code toàn quốc nha anh chị. Thì anh chị lưu ý giúp em ha, thì bên em bán cái giá này là giá đã thanh lý rất là rẻ rồi nha anh chị, cho nên là bên em sẽ không bao ship cho anh chị nữa. Phí ship thì tầm khoảng 30 đến 40 ngàn là khách hàng trả nha anh chị. Và bên em bán sẽ cho khách kiểm tra hàng, test máy thoải mái trước thanh toán ha. Ok hết mình mới thanh toán số tiền cho shipper nha anh chị. Còn trường hợp mà hàng mà cảm thấy mà khách cảm thấy hàng không ok, không chất lượng, không giống như những gì bên shop quảng cáo thì anh chị có quyền từ chối nhận hàng ha. Rồi, con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là một con dàn máy đời thấp trước nha anh chị. Này là máy Wismart nè. Đây là Wismart B3 nha anh chị. Thì ngoại hình con này còn mới nha, thay vỏ mới ken luôn nha anh chị. Đó, con này thì thích hợp cho anh chị mua về xài, chống cháy, nghe gọi, xem YouTube này ha. Đó, màn hình của nó là khoảng 6 chấm nha anh chị. Màn hình 6 chấm, mình xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G ạ. Đây, tên Wismart B3 này, RAM 2 bộ nhớ là 16GB. Con này em đỡ là giá bán cho anh chị là 700 ngàn nha anh chị. Wismart B3 ha, giá 700 ngàn. Đó, 700 là bên em sẽ tặng cho anh chị một bộ sạc luôn nha anh chị. Đó, tặng sạc cho anh chị luôn nè, xài được 2 SIM, hỗ trợ mạng 4G luôn. Đó, pin thì 3000 mAh. Giá bán 700.000, con này em nhập về tầm khoảng 2-3 con nha anh chị. Có tầm khoảng 2-3 con ha, giá chỉ có 700.000 thôi. Mua về cho bé xài, xem YouTube cũng khá thoải mái nè. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Samsung A01 Core. Con này thì màn hình của nó 5.1 inch nha anh chị, nhỏ gọn ha, thiết kế nhỏ gọn này, bản RAM 2 bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Đó, màn hình thì 5.1 inch. Mấy cái dòng này anh chị mua về xài làm máy phụ, nghe gọi, Zalo, YouTube, lướt TikTok ok ha. Đó, bỏ túi rất là vừa vặn luôn nha anh chị, làm máy phụ bỏ túi rất là ok luôn nè. Giá 750.000 nha anh chị, xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G ạ. Đó, con này nhỏ nhỏ nhưng mà lướt vẫn rất là mượt mà luôn nha anh chị, full chức năng tất cả ha. Giá thanh lý cho anh chị là 750.000 nè. Samsung A01 Core nha anh chị, màu xanh xanh lá, giá 750.000, có sạc nha. Rồi tiếp theo là dòng máy Realme C11. Đây là Realme C11 bản màu xanh rêu này. Con này 32GB nha anh chị, bộ nhớ của nó là 32GB. Đây, Realme C11 32GB ha. Dòng pin của nó lên đến 5000 mAh, màn hình LCD 6.5 inch ạ. Đó, Realme C11 giá bán là 1.2 triệu này, em còn tầm khoảng 3 con nha anh chị. Em nhập cái dòng này về cũng khá là nhiều hàng luôn ha. Đó, giá 1.2 triệu thôi, mua về xài thoải mái nha anh chị. 3 camera này. Realme C11 bên em bán giá 1.2 triệu. Có sạc, ốp lưng và dán cương lực này. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Realme C3i. Realme C3i thì em có bản màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này thì màn hình của nó cũng lớn nha, 6.5 inch nè. Đây, mấy cái dòng này pin thì rất là trâu luôn nha anh chị, 5000 mAh. Sản xuất đời 2021 ha. Đó, Realme C3i bản 32GB. Con này nó chạy chip G70 nha anh chị, G70 giá bán cũng là 1.2 triệu luôn nè. 1.2 triệu luôn nha anh chị, cũng có đầy đủ phụ kiện cho anh chị luôn, mua về xài luôn, không có cần mua phụ kiện gì thêm khác nha anh chị. Đó. Xài 2 SIM ạ. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y11 này. Vivo Y11 thì em còn bản màu này là màu đá đô nha anh chị, màu đá đô. Hình thức của nó tầm khoảng trên 95% ha. Realme C11. Hay còn gọi là Vivo 1906 này, bản RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đó, con này phiên bản Android 11 chấm nha anh chị. Màn hình thì 6.3 inch. Đó, pin 5000 mAh, con này đỡ là giá bán cho anh chị là 1.3 triệu nha. Vivo Y11 nha anh chị, Vivo Y11 màu xanh
màu đá đô ha, bên em bán giá 1,3 triệu nè, máy full chức năng tất cả nha. Rồi tiếp theo là dòng máy Huawei, đây là Huawei Nova 3i ạ, bảng màu xanh tím nha anh chị, hút dưới màu tím, ở trên là màu xanh này ha, nó màu xanh tím. Thì con này cái viền của nó có hơi xước nhẹ nha anh chị, viền hơi xước nhẹ theo thời gian ha, còn mặt kính trước sau và còn là còn khá là ok, không xước sát nhiều ạ. Màn hình của nó 6.3 inch này, đó thiết kế màn hình tai thỏ nha anh chị. Con này thì RAM 4, bộ nhớ 128GB, đó bộ nhớ cũng khá là cao ha. Pin thì 3500mAh ha, cấu vân tay đầy đủ này. Con này nó chạy chiếc pin Dell là 710 nha anh chị, 710, giá bán là 1,4 triệu ạ. Huawei Nova 3i nha anh chị ơi, giá bán 1,4 triệu, bảng 128GB ha, 1,4 triệu có đầy đủ phụ kiện luôn. Rồi tiếp tục là dòng máy Redmi 9C. Redmi 9C em có màu đen nha anh chị, màu đen. Con này nó có 4 camera ha, vân tay đầy đủ nha anh chị, Redmi 9C này. Đó, Redmi 9C, RAM 3, bộ nhớ 64GB. Và con này pin của nó là 5000mAh nha anh chị, sản xuất đời 2020. Giá thanh lý cho anh chị là 1,4 triệu ha. Đó, bảng 64GB nha anh chị, giá bán 1,4 triệu. Con này cũng có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị nha. Đó, Redmi 9C này, màu đen nha anh chị, giá chỉ có 1,4 triệu thôi. Rồi tiếp đến là dòng máy Vivo i15a này. Vivo i15a thì em có bảng màu xanh xanh xám nha anh chị, khúc dưới màu xanh, ở trên nó hơi xám xíu ha. Đó, màu xanh xám. Hình thức con này tầm khoảng 92-93% nha anh chị. Tên thiết bị là Vivo i15a. Bảng RAM 4+1 nha. RAM 4+1, bộ nhớ của nó là 64GB này. Đó. Con này sản xuất đời 2021, vân tay nằm ở bên hông nha anh chị. Hai camera rất là to luôn ha, giá bán 1,6 triệu nè. Đó, Vivo i15a nha anh chị, giá 1,6 triệu. Đó, cam bọng gì đẹp keng luôn nha anh chị ơi, đẹp keng luôn, giá 1,6 triệu nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Samsung A02. Samsung A02 thì em còn hai con nha anh chị, còn hai con bảng màu xanh lá nè. RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Con này sản xuất đời 2021. Pin thì 5000mAh ha, con này cũng xài được 2 SIM. Đó, con nào thì mình xài được 2 SIM thì em cũng báo nha, và một SIM thì em cũng báo cụ thể cho anh chị luôn. Galaxy A02. Phiên bản Android 11 chấm nha anh chị. Bản pin 5000mAh này, đó. Giá bán 1,3 triệu nha anh chị. 1,3 triệu cũng có đầy đủ phụ kiện này. Rồi tiếp theo là dòng máy Oppo F7. Oppo F7 thì em có bản màu đỏ nha anh chị, màu đỏ caro ha. Máy còn mới keng luôn này, không trầy xước nhiều nha anh chị. Đó, màn hình con này 6.2 inch. Đây, hàng chính hãng công ty nha anh chị, bán Việt Nam toàn bộ luôn ha. Oppo F7, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này nó chạy chip là chip B60 nha anh chị. Mấy cái dòng này có thể mua về xài chơi game được nha, Liên Quân Free Fire được nè. Vân tay ok hết nha anh chị, chua sạc của nó là chua sạc micro nè. Oppo F7, giá bán 1,3 triệu. Đó, 1,3 triệu nha anh chị, cũng có sạc ốp dán cương lực nè. Rồi tiếp theo, là một con dòng máy Realme C12. Realme C12 thì con này ưu điểm của nó là pin của nó cực kỳ trâu khỏe nha anh chị, pin tới 6000mAh ha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này thì hình thức tầm khoảng 95% nha anh chị. Đó, mấy cái dòng này xài pin rất là trâu luôn nha anh chị ơi, rất trâu luôn. RAM 3, bộ nhớ 32GB, xài 2 SIM nha anh chị, có vân tay đầy đủ này, giá chỉ có 1,5 triệu thôi nha. 1,5 triệu đầy đủ phụ kiện nè. Rồi tiếp tục, là một con dòng máy Samsung A21s bản màu trắng nha anh chị. Em còn duy nhất một con màu trắng nè. Đó, trắng tinh luôn ha. Con này màn hình của nó là màn hình LCD 6.58 inch. Đây, màn hình nốt ruồi nha anh chị. Galaxy A21s nè. Phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. Con này RAM 3, bộ nhớ là
32GB ha, RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin của nó lên đến 5000mAh nha anh chị, có vân tay đầy đủ này. Đó, nó chạy chip Exynos là 850 nha anh chị, 850. Giá bán cho anh chị mình là 1,7 triệu nha. Samsung A21s bên em bán giá 1,7 triệu nha anh chị. Đó, máy full chức năng tất cả nè, màu trắng tinh luôn ha, đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp tục là một con dòng máy Realme. Đây là Realme 6 nè. Realme 6 bản màu trắng nha anh chị, màu trắng. Con này tầm khoảng 96-97% nha anh chị. Đây, màn hình con này tầm khoảng 6.5 inch nha, Realme 6 này. RAM 8 nha anh chị, bản RAM 8 bộ nhớ 128GB. Con này nó chạy chip G90T nha anh chị, G90T, mua về xài chơi game thoải mái luôn. Pin thì 5000mAh. Đó. RAM rất là nét luôn nè. Realme 6 nha anh chị, Realme 6 RAM 8 bộ nhớ 128GB. Máy đẹp keng luôn nè, giá bán 2,3 triệu thôi nè. 2,3 triệu, có sạc ốp lưng và dán cương lực nha, vân tay ok hết nha anh chị, bản RAM 8 bộ nhớ 128GB, chạy chip G90T giá 2,3 triệu nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Samsung A51. Đây là Samsung A51 bản màu đen nha anh chị, em còn một con bản màu đen ha. Con này nó thuộc cái màn hình là màn hình Super AMOLED nha anh chị. Mấy cái dòng máy màn hình Super AMOLED thì màn của nó khá là sáng nha anh chị, khá là sáng đẹp luôn, không ám ố phản quang gì hết ha. Đây, Galaxy A51 này. Phiên bản Android 13 chấm nha anh chị. Con này thì RAM 6 bộ nhớ 128GB. Đó, RAM 6 bộ nhớ 128GB, dòng pin của nó 4000mAh. Đặc biệt con này cái vân tay của nó ở dưới màn hình nha anh chị. Ở dưới màn hình luôn ha, 4 camera và một đèn flash này. Giá bán 2,6 triệu nha anh chị. Samsung A51 ha, màu đen, giá bán là 2,6 triệu nè. Đó. Màn zin ha, màn zin hãng Super AMOLED nha anh chị, 2,6 triệu. Rồi tiếp tục là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A16. Oppo A16 bản màu đen nha anh chị, màu đen nè. Con này thì cũng tầm khoảng 95% ha, 95% nha anh chị, màn hình của nó 6.5 inch. Tên thiết bị là Oppo A16, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Đó, pin của nó 5000mAh, sản xuất đời 2021. Vân tay nằm ở bên hông nha anh chị. Đó. Oppo A16 giá 2,000,000 chẳng nè. Máy đẹp keng nha anh chị, 95% á. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Samsung A04 nè. Samsung A04 thì em có bản màu đen nha anh chị, màu đen. Đó, con này bao viền rất là đẹp luôn ha. Đó, rất bao viền nè. Màn hình của nó 6.6 inch. Galaxy A04 phiên bản Android là 13 chấm nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Con này nó có hỗ trợ sạc nhanh ha, chu sạc Type-C nha anh chị, chu sạc Type-C, giá bán 1,8 triệu nè. RAM 4 bộ nhớ 64GB ha, máy rất là keng luôn, giá chỉ có 1,8 triệu thôi. Rồi em sẽ test cái phần camera cho anh chị nè. Đây, cam đây. Đó, cam trước cam sau khá ổn định nha anh chị. Đó, hàng công ty bán Việt Nam toàn bộ ha, giá 1,8 triệu nè. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Oppo. Đây là Oppo Reno 5 ạ. Đây là Oppo Reno 5 màu bạc ánh kim nha anh chị, màu bạc ánh kim. Con này nó sở hữu cái màn hình Super AMOLED nè, 6.43 inch. Đó, màn hình rất sáng nha. RAM 8 bộ nhớ 128GB và con này sở hữu chip Snapdragon là 720G nha anh chị, 720G. Đó, phiên bản Android 13 chấm này. Giá bán cho anh chị là 3,1 triệu ạ. Oppo Reno 5 nha anh chị, Oppo Reno 5 bên em bán giá 3,1 triệu ha. Đó, sạc ốp lưng dán cương lực đầy đủ này, full chức năng nha anh chị. Con này vân tay của nó nằm ở dưới màn hình ha. Đó, giá bán 3,1 triệu. Rồi tiếp đến là dòng máy Redmi 9. Đây là Redmi 9 nha anh chị, Redmi 9 bản màu xanh lá này. Đó, con này trên 95% ha, máy đẹp keng không trầy xước này. Màn hình của nó là 6.5 inch.
Đây, Redmi 9 RAM 4 bộ nhớ 64GB. Dòng pin cũng nói là 5020 mAh nha anh chị. Có vân tay đầy đủ, hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. Con này sạc 18W nha anh chị. Đó, nó chạy chip là G80 nè. Đó, mua về xài chơi game Liên Quân Free Fire ok ha. Giá bán cho anh chị mình là 1,7 triệu nha. Redmi 9 nha anh chị, Redmi 9 bên em bán giá 1,7 triệu ạ. Đó, pin trâu màn hình lớn nha anh chị, cấu hình thì cũng tương đối cao ha. RAM 4 bộ nhớ 64GB, giá chỉ có 1,7 triệu thôi nè. Rồi tiếp tục, tiếp tục là dòng máy Samsung. Đây là Samsung A12 ạ, bản màu xanh lá nha anh chị, màu xanh lá. Con này thì nó thiết kế cái lưng nhám nha anh chị, lưng nhám rất là đẹp luôn ha. Con này tầm khoảng 97-98% luôn nè. Màn hình LCD nha anh chị, màn hình tầm khoảng 6.5 inch nè. Tên thiết bị là Galaxy A12 ha. Con này phiên bản Android là 11 chấm nè. RAM 6 nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ 128GB đây ha. Đó, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Và pin của nó thì 5000 mAh. Mấy cái dòng này xài cũng khá là mượt luôn nha anh chị. Đó, 4 camera, đèn flash đầy đủ hết ha. Giá 2,1 triệu ạ. Samsung Galaxy A12 nha anh chị. Bản RAM 6 128GB, giá 2,1 triệu nè. Rồi tiếp tục nữa là dòng máy Redmi Note 7. Redmi Note 7 thì em có bản màu... màu này là màu xanh tím nha anh chị, khúc dưới màu xanh, ở trên màu tím ha. Đó, màu xanh tím. Con này tầm khoảng 92% nha anh chị, máy zin keng luôn. Màn hình của nó tầm khoảng 6.2 inch nè. Redmi Note 7, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Và con này sở hữu chip Snapdragon là 665 nha anh chị, 665. Em đỡ là giá bán cho anh chị là 1,4 triệu đi nha anh chị, 1,4 triệu. Redmi Note 7 ha, giá chỉ có 1,4 triệu thôi. RAM 4 bộ nhớ 64GB ạ. Pin của dòng máy này là 4000 mAh nha anh chị, pin 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh ha. Redmi Note 7 1,4 triệu nè. Rồi tiếp đến là dòng máy Oppo A5. Đây là Oppo A5 đời 2020, em còn một con bản màu đen nha anh chị, màu đen. Đó, máy len keng luôn nha anh chị, không trầy xước nhiều hết ha. Con này màn hình của nó cũng to nha anh chị, 6.5 inch nè. RAM 3 bộ nhớ 64GB và con này dòng pin của nó 5000 mAh nha anh chị, hỗ trợ sạc nhanh. Đó, nó sở hữu chip Snapdragon là 665 nè, 665 nha anh chị, sản xuất đời 2020. Vân tay đầy đủ hết ha. Nhìn cái máy khá là đẹp mắt nha anh chị, bao viền 4 góc nè. Giá bán là 1,6 triệu nha anh chị, con em thanh lý con có 1,6 triệu thôi. Oppo A5 giá 1,6 triệu, đời 2020 nha anh chị. Đó, màu đen ạ. Rồi tiếp theo nữa là Oppo A54. Oppo A54 thì em còn một con bản màu đen nha anh chị, màu đen nè. Đó, con này tầm khoảng 96-97% trở lên nha anh chị. Máy keng luôn nè. Màn hình con này 6.5 inch. Màn hình nốt ruồi nha anh chị, 6.5 inch. RAM 4 bộ nhớ 128GB. Con này sản xuất đời 2021 nha anh chị. Em đỡ là giá bán là 2,1 triệu nè. 4 camera ha, 4 camera và một đèn flash. Xài 2 sim nha anh chị, giá 2,1 triệu ạ. Rồi tiếp tục là dòng máy Oppo A31. Đây là Oppo A31 bản màu xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt nha. Con này thì cái màn hình của nó cũng 6.5 inch này. RAM 4 bộ nhớ là 128GB. Đó, dòng pin của nó là 4230 mAh, máy tầm khoảng 95%, có vân tay đầy đủ nha. Giá bán là 1,8 triệu ạ. Oppo A31 nha anh chị, Oppo A31, em còn một con duy nhất thôi, màu xanh nhạt ha, giá bán là 1,8 triệu nè. Đó, đầy đủ phụ kiện luôn nè. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Realme C15. Realme C15 thì em mới về bản màu bạc nha anh chị, màu này là màu trắng bạc ha. Đó, tầm khoảng 95%. Con này thì dòng pin của nó cũng 6000 mAh nha anh chị. Con này thì nó cũng giống cái con C12 ha. Đó, giống C12 là cái pin của nó tới 6000 mAh.
Nhưng mà Sơ 12 thì RAM 3, bộ nhớ 32GB thì bên em bán giá 1,5 triệu. Còn đối với con Realme Sơ 15 này á, thì RAM 4 nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ, bộ nhớ của nó là 64GB nha. Đây, RAM 4 bộ nhớ 64GB nè. Đó, Realme Sơ 15 RAM 4 bộ nhớ 64GB, pin thì 6000mAh, có vân tay đầy đủ hết nha anh chị, vân tay đầy đủ hết luôn ha, giá bán 1,6 triệu này. Đó, 1,6 triệu đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp đến là dòng máy Oppo F9. Oppo F9 thì em còn bản màu màu xanh đen nha anh chị, ở dưới màu xanh, ở trên màu đen ha. Đó, hàng công ty chính hãng toàn bộ nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ là 64GB này. À, con này nó chạy chip là chip B60 nha anh chị, B60. Đó, Oppo F9 ha, máy đẹp. Giá bán là 1,5 triệu nha anh chị. 1,5 triệu có sạc ốp và dán cương lực này. Đó, Oppo F9 nha. Oppo F9 1,5 triệu nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Realme 7. Realme 7 thì em còn một con bản màu đen, màu này là đen xám nha anh chị, màu đen xám. Con này tầm khoảng 95% ha, 95% nha anh chị. Đó, RAM 8 bộ nhớ 128GB nè. Realme 7 RAM 8 bộ nhớ 128GB. À, con này nó chạy chip Helio là G95 nha anh chị, G95. Đó, giá bán cho anh chị là 2,4 triệu ha. Realme 7 nha anh chị, Realme 7 RAM 8 bộ nhớ 128GB, bên em bán giá 2,4 triệu nè. Đó, full chức năng tất cả nha anh chị. Rồi tiếp tục nữa là dòng máy Samsung A80. Cái con này nó, cái màu của nó là màu vàng nha anh chị, màu vàng cà phê ha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh chị. Con này tầm khoảng 93% nè. Màn hình của nó tới 6.7 inch nha anh chị. Màn hình Super AMOLED ha, máy zin toàn bộ nha anh chị. RAM 8 bộ nhớ 128GB nè, Galaxy A80 ha. Đó, xài được 2 SIM nha anh chị, phiên bản Android 11 chấm này. Và dòng pin con này là 4500mAh nha anh chị. Nó sở hữu chip Snapdragon là 730 ha. 730, mấy cái dòng máy này mua về xài khá là mượt nha anh chị. Cảm ứng nhạy luôn. Đó, cam bọng ok hết nha anh chị. Con này cam trước của nó là cam thụt thò nè. Đó, cam đẩy lên ha. Rồi, giá bán cho anh chị dòng máy Samsung A80 thì em đổi là giá bán là 2,9 triệu nha anh chị. Đó, 2,9 triệu, có tặng sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ này, máy len. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Huawei. Đây là Huawei Nova 5T ha, bản màu xanh tím nha anh chị, màu xanh tím. Thì con này cái đường viền của nó có hơi trài theo năm tháng nha anh chị, trài theo năm tháng. Con mặt kính trước sau còn khá là ok ha. Đó, con này cấu hình của nó thì RAM của nó RAM 8 nha anh chị. RAM 8 bộ nhớ là 128GB nè. Đó, nó sở hữu chip Kingdin là 980 nha anh chị, 980. Nói chung thì mấy cái dòng này anh chị mua về xài chơi game rất là nhạy luôn ha. Đó, nó chuyên game nha anh chị. Giá bán cho anh chị mình là 1,8 triệu này. 1,8 triệu, có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ nè. Rồi thì cuối video em cũng xin cảm ơn tất cả anh chị cô chú đã dành thời gian để theo dõi và ủng hộ kênh ha. Thì anh chị cô chú nào có nhu cầu mua điện thoại cũ để xài thì mình cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Sương ha. Qua số điện thoại là 0879182796 để chốt hàng nha anh chị. Rồi em xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.